Tối ngày 9 tháng 10, tại khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi sàn tầng 2 của một nhà hàng đang trong quá trình xây dựng bất ngờ đổ sập. Vụ việc khiến một người đàn ông bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ, người dân khu vực bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn từ nhà hàng đang xây dựng nằm sát một tòa nhà thương mại dịch vụ cao 5 tầng. Khi lại gần, mọi người phát hiện phần sàn và mái sắt của tầng 2 đã đổ sập, đè lên một người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau đó, khoảng 10 người đã nhanh chóng hỗ trợ giải cứu nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi hiện trường, người đàn ông trung niên này đã trong tình trạng bất tỉnh với các dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Người dân đã lập tức gọi taxi để đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo một số người dân sống gần đó, nhà hàng này đang trong giai đoạn hoàn thiện, sử dụng chủ yếu khung thép tiền chế và vật liệu xây dựng nhẹ như gạch và bê tông. Tuy nhiên, đã có lo ngại về độ an toàn của công trình khi khung đỡ và cột trụ được đánh giá là có kích thước nhỏ, không phù hợp với quy mô của công trình hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sập để có biện pháp xử lý